do cái gì dẫn mình đi không? Quý vị biết không? Giúp thử trả lời coi. Cái gì dẫn mình đi luân hồi trong lục đạo, quý vị biết không? À, cái nghiệp, đúng rồi. Nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi lục đạo. Như vậy thì cái người tu biết cái động lực dẫn chúng ta luân hồi trong lục đạo, mà lục đạo là khổ hay là vui? À, chưa phải khổ hết. Lục đạo là sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Có chỗ theo là người, Atula, trời, gọi là lục đạo. Có chỗ thì là ngũ thú, phải không? Ngũ thú thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Năm con đường đó hay là sáu con đường đó do cái động lực nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Như vậy thì chúng ta tu, có ai muốn mình tu rồi cuối cùng xuống địa ngục ngồi không? Chắc không ai muốn hết, phải không? Tu là như vậy thì quý vị muốn đi đâu? Quý vị muốn đi đâu? Muốn giải thoát đó. Bởi vì cái tu chúng ta có hai bậc. Bậc thứ nhất là tu để lựa chọn, nếu còn luân hồi sanh tử thì mình đi trong những đường tốt, đường lành, phải không? Còn nếu giỏi nữa đó thì thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, gọi là giải thoát sanh tử. Bây giờ đây, giai đoạn này tôi chú trọng nhất là mình ở trong sanh tử mà có chọn lựa kỹ càng. Quý vị thấy mọi người sinh ra có mặt ở đây, mình có biết chọn lựa không? Sao nó sẽ hơn hoặc bằng bây giờ, chứ đừng để thua, phải không? Đó là cái mà tất cả Phật tử đều mong muốn. Như vậy thì làm sao để khi bỏ thân này rồi, chúng ta sẽ biết chắc rằng thân sau sẽ hơn, quý hơn, đẹp hơn và đức hạnh hơn. Quý hơn, đẹp hơn và đức hạnh hơn, chứ không có bằng và thua thân này. Thì cái đó là cái gốc của cái tu, phải không? Bây giờ quý vị thấy nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Như vậy thì nghiệp nó có quan trọng đối sự tu hay không? Đối sự tu, nghiệp là một cái hết sức là hệ trọng. Nếu mà không biết nghiệp như thế nào thì mình tu được không? Đó, bảo vậy cho nên hôm nay tôi nói về nghiệp cho quý vị thấy rõ. Nếu chúng ta biết rõ nó rồi thì trên đường tu chúng ta mới có thể chọn lấy một lối đi cho nó rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa theo cái chỗ mình muốn. Dịch như vậy nghiệp là gì? Quý vị biết nghiệp là gì chưa? Hay là chỉ biết cái tên thôi? Đúng ra nghiệp là chữ Hán, những cái hành động chúng ta lặp đi lặp lại mãi thành một thói quen. Khi đã thành thói quen thì đó là nghiệp. Cũng như một cô giáo học cái nghề dạy học, rồi ra trường rồi cứ dạy năm này qua năm kia, cứ trở đi trở lại dạy như vậy thì quen rồi. Thì những người cùng làm một cái nghề cô giáo với nhau vậy thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp. Tức là một cái việc làm tới làm lui mãi có bao nhiêu đó, thành một thói quen thì gọi đó là nghiệp. Thì như vậy để hiểu, nghiệp là cái hành động của chúng ta, mà cái hành động nó theo một cái thói quen, mà cái thói quen đó nó thành tựu rồi thì gọi đó là nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy nghiệp chưa? Như vậy nghiệp nó dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, nhưng mà nghiệp đó là hành động của ai? Phải của trời, của Phật hơn. Và hành động chính là hành động của mình đó. Hành động của mình rồi nó dẫn mình đi. Cho nên trong kinh Phật có nói câu này, Phật nói rằng chúng sanh làm chủ tạo nghiệp, rồi chúng sanh lại thừa kế cái nghiệp của mình. Đã khoảng 10 tuổi, tất cả quý vị có ai ghiền cái gì không? Có ai ghiền cầu, có ai ghiền thuốc, có ai ghiền rượu, có ai ghiền ốc viện không? Chắc không có, không ai ghiền hết trơn. Như vậy thì cái tuổi đó mọi người đều không ghiền, nhưng mà đến chừng 40-50 quý vị có ghiền không? Kẻ ghiền cái này, người ghiền cái kia. Thì như vậy cái ghiền đó là từ đâu mà ra vậy? Từ đâu? Chính là mình làm chủ mình tạo. Ví dụ như lúc 9-10 tuổi, rồi lần lần 12, 13, 14 tuổi, mấy chú thanh niên thấy mấy người lớn cầm điếu thuốc hút,
tưởng là sáng, phải không? Lúc trước tập chồng thuốc, thuốc viết rồi lâu lớn lên cái thành cái gì, thành nó thói quen cái này gọi là ghiền thuốc, phải không? Như vậy thì hồi tập á, mình là người chủ để tập, nhưng mà khi ghiền rồi thì muốn bỏ mình có làm chủ được không? Khi ghiền rượu, nếu có một người ghiền rượu nặng rồi tới cái chữ uống rượu mà không có tiền mua rượu thì lúc đó sao? Quý vị tưởng tượng người đó lúc đó sao? Ủa quẹ đủ thứ, phải không? Ủa quẹ đủ thứ thì lúc đó hết làm chủ, mà nó làm chủ ngược lại mình, phải không? Đó. Như vậy thì nghiệp là cái chúng ta tự tạo, làm chủ mà tạo, nhưng mà thành thói quen rồi á thì nó lại làm chủ chúng ta. Đó, quý vị thấy có đáng sợ chưa? Như vậy thì hiện tại tất cả chúng ta tu là tu cái gì? Quý vị nghĩ tu cái gì? Là làm sao cái nghiệp chúng ta đừng tạo những cái nghiệp xấu, phải không? Mà phải tạo những cái nghiệp lành. Cái xấu thì đó là tạo nghiệp khổ, phải không? Như vậy thì quý vị biết nghiệp là cái động cơ dẫn mình đi trong luân hồi, để chịu khổ hay là để được vui. Thì bây giờ nghiệp từ đâu mà ra, quý vị biết không? Nghiệp từ đâu mà ra? Không phải. Nghiệp là từ thân, miệng, ý của mình mà ra đó. Tam nghiệp đó, thân, khẩu, ý, hành động thiện thì gọi đó là nghiệp lành, hành động ác đó là nghiệp dữ, nói lời lành đó là nghiệp lành, nói lời ác là nghiệp dữ. Nghĩ, khởi nghĩ điều tốt là nghiệp lành, nghĩ điều xấu là nghiệp dữ, phải không? Như vậy thì ba nghiệp thân, khẩu, ý là cái chỗ tạo thành nghiệp. Mà thân, khẩu, ý của ai? Của mình. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật dạy cho chúng ta biết chúng ta là chủ trong ngoại sự sinh tử, phải không? Mình tạo nghiệp, mà nghiệp thì dẫn đi luân hồi. Bây giờ mình tạo, tức là mình tạo cái mầm đi luân hồi chứ gì, phải không? Mình muốn luân hồi chỗ đó thì tạo nghiệp đó, phải không? Chứ đừng kêu trời kêu Phật. Ví dụ như giờ có những người sinh ra trong một hoàn cảnh khổ nghèo thì nó trời Phật hạ thôi, phải không? Còn người thanh tâm cái hoàn cảnh sung trước, nó trời Phật gia hộ cho tôi hay ban phước cho tôi, thì cái đó là mình tưởng mà nói, chứ Phật không chịu. Phật nói được cái cảnh tốt chính là do mình tạo cái nghiệp tốt, gặp cái cảnh xấu tạo cái nghiệp xấu, chứ không phải Phật trời nào mà tạo cái xấu, cái khổ cho mình hết. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta là chủ để mà chọn lấy một cái đường đi ngày mai cho chúng ta, và chúng ta sẽ theo cái đường chúng ta chọn, không được đi lối khác. Nếu mình chọn được rồi thì phải theo đó mà đi. Cũng như quý vị thấy hiện giờ có những người học sinh khi mà sắp ra trường thì họ lựa cái nghề, phải không? Cái nghề nào họ muốn tập thì họ tập cái nghề đó, rồi sau này thì họ làm cái nghề đó, phải không? Ví dụ tập nghề thầy giáo, cô giáo thì sau này ra làm cô giáo. Nếu mà tập cái các cái nghề lao động khác thì sau sẽ làm các cái nghề khác. Tùy sự chọn lựa của mình, rồi mình sẽ theo cái nghề của mình mà sống. Chúng ta bây giờ tu là tu cái gì? Có nhiều Phật tử tham rằng tôi bận rộn quá, làm ăn cả ngày đầu tắt mặt tối, có thì giờ đâu mà tu, phải không? Có người thì than rằng tôi bệnh hoạn quá, làm sao mà tu cho được. Rồi có người than rằng tôi nghèo quá, làm sao mà tu cho được, phải không? Quý vị có nghe người ta than vậy không? Đó là họ chưa biết cái tu. Họ tưởng rằng tu là phải đi chùa cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, niệm Phật cho nhiều, phải không? Tụng kinh, đi chùa, niệm Phật mới tu. Còn ngồi và chợ bán thì thôi khỏi có tu, phải không? Như đó là một cái hiểu lầm, hiểu lầm rất là lớn. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, tu là chúng ta chuyển cái nghiệp ác thành cái nghiệp thiện, phải không? Mà nghiệp ác là từ đâu? Từ cái hành động của thân. Ví dụ cái thân mình làm cái gì, mình lựa cái lành mình làm, cái dữ mình tránh, thì đó là mình tu. Tôi ví dụ như bây giờ mình là người buôn bán, mình bán hàng. Bây giờ nếu cái món hàng của mình để đó là bên này là đồ thiệt, bên này là đồ giả, thì đó là không biết tu. Còn mình bây giờ người ta hỏi mua cái thiệt thì mình bán cái thiệt, đâu đó đàng hoàng, tuy cũng mua bán mà đâu có phải là ác, phải không? Đó, rồi như vậy nữa. Đó là tôi nói về thân. Rồi giả sử như về thân của mình,
Quý vị thấy cái tu có dễ hay khó? Nếu quý vị đi ngoài đường thấy có một bà cụ già hơn mình, bà xách cái giỏ nặng quá, hỏi bà đi đâu, nó tôi về cái con đường đó. Mình biết đó là cùng một con đường với mình, cái mình xách giùm bà, cách đi tới chừng nào tới chỗ cái đưa trả giao cho bà cho mình đi, khỏi có cần cái ơn nghĩa gì hết. Thì cái việc làm đó là thiện hay là ác? Đó là cái hành động thiện. Đường đi đường thấy đứa bé té mình đỡ lên thì đó là thiện ác? Đó là hành động thiện. Như vậy quý vị có tu chưa? Thì tu như vậy là tu rồi. Thì mấy cái việc đó quý vị nghĩ ai không làm được, phải không? Mình đi ngoài đường mình cũng làm được vậy. Lựa là phải tới chùa mới làm đâu. Đó. Rồi giờ giả sử ngồi bán hàng, quý vị ngồi bán hàng mà cái món hàng của quý vị giá đáng 1.000 đồng, quý vị có người lại người khách lại hỏi mua, quý vị nói khách là 1.200. Thì khi nói 1.200 là nghĩ rằng nói giận cái la hét người ta, phải không? Mà la hét thì lúc đó cái miệng mình nói là làm hay là giữ? Là giữ, đó là không biết tu, là tạo nghiệp ác. Còn thay vì quý vị biết tu, trong khi họ trả vậy thì mình cười, trả vậy thì đâu có tới giá bán không được, thôi chị đi mua chỗ khác cái rồi, phải không? Vì gì người ta trả chứ người ta đâu có lấy đồ của mình sợ mất một lá, phải không? Nó vừa thì bán, không vừa thì thôi. Mình bán không được thì của mình còn nguyên, có mất gì đâu. Như vậy thì biết tu á, biết tu là trong cái trường hợp đó mình đừng nổi nóng, phải không? Mình đừng nói nặng người ta, đó là tu. Còn nếu không biết tu thì khi đó mình nổi nóng mình làm vậy, đó là không biết tu. Thì như vậy ngồi giữa chợ có tu không? Quý vị xác có tu không? Sao không tu không được? Chính cái đó mới là thực tu đó, phải không? Tu đó mới là tu á. Chứ cần đi chùa tu với Phật, quý vị nghĩ vô mình lại Phật cả chục lại, giờ Phật cũng không gật đầu nữa, phải không? Rồi giả sử vô mình có vô lễ gì đó, Phật cũng không có lắc đầu nữa, phải không? Phật làm sinh không à, không có khen mà cũng không có chê. Chỉ có kẻ phàm phu ở thế gian á, họ mới có khen có chê. Mình làm điều tốt thì họ mừng, họ khen mình. Nhưng mà ra đường rồi cái hết rồi à, tôi đường rồi rồi ra đường thì ai nói sao mình làm vậy, ăn thua đủ, phải không? Không thua lời nào hết. Thì như vậy đã có biết tu chưa? Đó là đâu có biết tu, phải không? Cái đó là chưa có biết tu. Bởi vì cái tu là mình sửa cái nghiệp ác thành nghiệp thiện mà. Những cái lời nói ác mình hồi xưa chưa biết thì mình có thể mình nói những cái lời thầm tội lỗi, phải không? Lời ác. Bây giờ biết rồi, dè dặt từng lời nói. Một lời nói thốt ra là mình cân nhắc rõ ràng, đáng nói là lành là thiện mới dám nói, chứ không dám nói lời ác. Như vậy thì quý vị thấy ra chợ mình cũng tu, phải không? Rồi giờ về nhà quý vị có tu không? Gặp chồng con nói rầy gì đó cái có nổi quạo không? Đi bán ngoài chợ mệt rồi, về cái rồi chồng con còn nói lời này lời kia nữa, cái nỗi tức lên cái thì lúc đó thì có tu không? Lúc đó thì tha hồ muốn nói gì nói, phải không? Như vậy đó, cho nên rồi vị chồng con nói tu gì tu hú cái gì, phải không? Vì tu gì mà còn hung dữ quá, phải không? Đó thì như vậy đó là tại vì quý vị chưa biết tu. Chứ về nhà với chồng với con với người trong gia đình mình cũng phải hồi xưa đó. Giả sử quý vị đi làm mệt về mà có con cái nói cái lời gì mà mình không dữ thì la hét. Bây giờ mình biết tu rồi, con cái nó có làm gì trái ý cũng bình tĩnh nói nhỏ nhẹ hòa nhã từ từ vậy đó, thì đó là quý vị biết tu. Như vậy thì quý vị đi chùa về rồi tỏ nói chuyện rất là hiền hòa, hồi xưa la hét bây giờ nói hiền thì con cái nó khen hả chê? Nó má tôi giỏi quá, mới đi chùa có mấy tháng mà tiến bộ, phải không? Còn cái này đi chùa thì tụng kinh mà về nhà cái thì hét, thì như vậy nó nói sao? Nó má không có tu gì hết á, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của chúng ta lầm rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng đi chùa mới tu, giờ tụng kinh nó mới tu, thì cái đó ít quá. Một ngày tới 24 tiếng, mình nghỉ hết 7-8 tiếng thì còn bao nhiêu tiếng khác á, mình cũng phải tu luôn luôn chứ. Đâu phải tới chùa tụng kinh một giờ gọi là giờ tu, rồi ngoài ra rồi tha hồ mười mấy tiếng đồng hồ tạo ác, tu có giờ làm sao gỡ cho kịp, phải không? Làm sao chuột cho hết. Bởi vậy cho nên cái tu là phải tu quanh năm quanh tháng mà trọn ngày, chứ không phải tu là tu một lúc thôi. Một ý nghĩ xấu là dừng lại không cho nó nghĩ, một ý nghĩ tốt thì phát triển cho nó phát triển lên, đó là tu. Thì như vậy quý vị thấy có lúc nào là lúc mình không tu không? Ngồi chơi vừa thở nghĩ giận ai đó cái bỏ liền, cái đó là xấu, không cho nghĩ, phải không? Vừa nghĩ buồn ai biết đó là xấu, bỏ không nghĩ. Nghĩ là cái người kia nghèo tội nghiệp phải đương khổ sở mà làm sao giúp họ thì cho nó nghĩ. Thì như vậy đó, nghĩ vậy đó là tốt.
thì quý vị thấy thân mình, miệng mình, ý mình luôn luôn chọn cái nghiệp lành mà làm, nghiệp ác mình tránh. Đó là mình muốn luân hồi trên đường nào? À, đường người và đường trời, phải không? Còn nếu động tới thì mình làm dữ, làm hôn với người ta, thì đó là mình chọn đường nào? Có ai mà nói rằng tôi đi chùa để sao là tôi chết tôi xuống địa ngục không? Chắc không có, phải không? Ai cũng muốn đi chùa sao mà chết lên cõi người hoặc cõi trời, phải không? Còn cao nữa là về cực lạc hay là nhập niết bàn, chứ không ai mà chịu trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết. Mà như vậy cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghiệp lành là cõi người, cõi trời và các cái cõi trên nữa. Như vậy cho nên chúng ta tu là chọn lấy chùa về, cái ở nhà thấy công việc bê bối cho ta la rầy, cái nói sao, nói tôi tu cái bị nghiệp khảo quá, phải không? Tu cái bị nghiệp nó khảo. Nó khảo gì đâu, tại mà tu không trúng, phải không? Nếu tu việc nhà cần ở nhà thì cứ ở nhà làm, chừng nào rảnh thì đi chùa, Phật đâu có bắt buộc mình. Chỉ cái cần là làm sao bao giờ mình cũng nhớ chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, đó là cái then chốt của tu. Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, muốn được tụng kinh nhiều mà ba nghiệp ác không chừa đó, thì tu đó là bị người ta kiêu ngạo đó, phải không? Ta kiêu ngạo sao? Nghĩa là thường thường á, tất cả người đời cứ thấy nhìn người tu, thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi, mà về nhà cái la quải quải trong nhà hoài, con cá chịu không nổi, thì ta nói sao? Đó, nhiều cách ta nói lắm, nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà một bồ dâu găm, nào đủ thứ chuyện, phải không? Cái đó là tại vì Phật tử không biết tu mà ra, nó bị người ta chế nhạo. Thế nếu mà mình biết tu á, là sửa cho cái nghiệp của mình từ cái nghiệp xấu đó, nghiệp ở trong gia đình có thắc mắc, có rầy rà không? Bởi vì đâu có nói ác mà rầy, phải không? Đó, mà nếu trong gia đình cả ngày không có thắc mắc, không rầy rà thì gia đình nó có hạnh phúc chưa? Đó là nguồn hạnh phúc của gia đình, phải không? Rồi ra xã hội, cả ngày mà mình không dám nói lời nặng ai, cả ngày mà mình không dám nghĩ xấu cho ai, thì tự nhiên là mình được mọi người tốt, mọi người họ vui. Thì như vậy đó, trong gia đình là hòa nhã, an vui, ngoài xã hội thì đều đẹp đẽ. Thì tu như vậy mới thiệt là tu chứ. Một người tu thì đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cũng đem hạnh phúc lại cho thế gian nữa. Như vậy mới thiệt là tu. Còn Phật tử mình bây giờ tu á, tu thì ham tu, mà về gia đình thì rầy rà om sòm, phải không? Nghĩa là hiền với huynh đệ nhau mà không hiền với con cháu, có vậy không? À, có nhiều khi con cháu nó làm gì trái ý thì la rồi mắng rồi ôi đủ thứ chuyện, cho nên rồi bị người ta phê phán, mình cũng tại chỗ đó. Cũng như ở bên Nhật có một bà già, bà niệm Phật giỏi lắm, bà cầm chữ niệm Phật hoài, nhưng mà niệm Phật lúc nào niệm dừng niệm lại thì thôi rầy con cháu, cái tiếng sao niệm Phật tụi Phật thông cảm cho tao, còn khi nào mà tao rầy tụi bay thì tụi bay giết cho tao. Bà chia ra hai phần, phần niệm Phật thì dành cho Phật, phần rầy thì dành cho con cháu. Thì quý vị thấy tu như vậy chia hai phần nữa tu với Phật, còn phần nữa thì giữ cho gia đình. Bởi vậy cho nên chúng ta tu thì phải làm sao vừa tu với Phật mà vừa tu với người thế gian nữa, thì cái tu đó mới là trọn, phải không? Tu vậy mới là hay. Đó là tôi nói cái nghiệp của Phật tử chúng ta muốn tu, muốn chọn đường đi ngày mai được an vui hạnh phúc đó, thì tự bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải tu là bỏ nghiệp ác, làm nghiệp thiện, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh có một bài kinh, một người ngoại đạo tới hỏi Phật, hỏi thưa ngài Cù Đàm, cái gì định đặt con người sinh ra? Có kẻ thì nghèo nàn khổ sở, có người thì giàu sang sung sướng, rồi có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì bệnh hoạn khổ sở, có người thì sống dài 70-80 tuổi, có người thì chết yểu, rồi có người thì nghèo đói, có người thì dư giả, có người thì thông minh, có người thì ngu tối. Thì tại sao vậy? Cái gì định ra? Thì khi đó Đức Phật trả lời, tất cả những cái sai biệt giữa con người với nhau đó từ nghiệp mà nó định đặt ra. Nghiệp là cái định đặt ra con người có ưu, có liệt. Như vậy, rồi người đó hỏi, như vậy thì cái nghiệp gì
mà khiến cho người đó được sống lâu, cái nghiệp gì mà khiến cho người đó phải chết yểu, người kia mới chết yểu? Thì Phật trả lời, cái điều này chắc quý Phật tử cũng hiểu rồi, phải không? Cái gì giúp cho mình sống lâu? Thì Phật nói cái người không sát hại chúng sinh, tức là không giết hại chúng sinh, người đó do cái nghiệp đó mà họ được sống dai. Còn cái người mà hay giết hại chúng sanh thì cái nghiệp đó làm cho họ chết yểu. À, quý vị thấy rõ không? Như vậy thì cái nghiệp có công bằng không? Mình ưa giết người ta thì mình phải chết yểu. Còn mình ưa rồi hỏi tại sao có người bệnh hoạn nhiều, có người lại khỏe mạnh? Do cái nghiệp gì mà người đó khỏe mạnh? Do nghiệp gì mà người đó bệnh hoạn? Quý vị biết tại nghiệp gì không? Phật trả lời, do cái nghiệp làm đau khổ cho người, cho chúng sinh, cho nên bây giờ bệnh hoạn nhiều. Do cái nghiệp an ủi giúp đỡ cho người ta qua những cơn buồn khổ, do qua những cơn buồn khổ cho nên bây giờ người đó ít bệnh hoạn. À, như vậy thì ai làm khổ cho người ta nhiều thì người đó bị cái nghiệp họ phải khổ đau. Ai làm cho người ta được vui tươi khỏe mạnh thì người đó được cái nghiệp khỏe mạnh. À, như vậy có công bằng không? Hỏi tại sao có người sanh ra cha mẹ họ liền được giàu sang sung sướng, họ vừa lọt lòng mẹ là họ đã sang cả rồi. Còn có người sanh ra thì nghèo đói đủ thứ khổ. À, cái nghiệp gì như vậy? Thì Phật dạy, bởi đời trước họ biết làm lành, bố thí giúp đỡ người nghèo đói, bệnh tật, cho nên đời này sanh ra họ ở trong cái cảnh giàu sang sung sướng. Còn bởi cái người đó họ không có biết giúp đỡ người mà còn gian tham, còn giúp đỡ người ta nữa, cho nên kia đời này lại ngu tối. À, có người quý vị thấy học ít biết nhiều, có người học hoài không biết gì hết, thì tại sao vậy? Thì Phật nói tại vì người đó trước kia biết tạo cái nghiệp siêng năng nghe pháp, tìm hiểu chánh pháp, do cái tìm hiểu nghiên cứu và siêng năng nghe đó mà sau này được cái nghiệp thông minh. Còn người lười biếng không chịu nghe, không chịu tìm kiếm, không chịu nghiên cứu chánh pháp thì đó là cái nghiệp ngu tối. Như vậy thì quý vị thấy tất cả những cái quả mà chúng ta hiện có đây chịu đó đều gốc từ cái nhân mà chúng ta gây khỏi trước, phải không? Chứ không phải bỗng dưng mà nó như vậy. Như vậy biết rồi thì chúng ta muốn ngày mai được những cái gì thì bây giờ mình phải sao? Phải chuẩn bị, phải tạo sẵn. Bây giờ mình biết tạo để dành thì mai kia mình mới hưởng được. Còn nếu bây giờ mình không tạo mà không để dành thì mai kia không thể nào có mà hưởng. Như vậy thì chúng ta sanh ra nếu là cảnh nghèo đói thì chúng ta có quán trời trách đất không? Có quán không? À, không quán. Tại sao chúng ta không quán? Vì biết đó là cái nghiệp trước chúng ta đã tạo không khéo, cho nên giờ phải chịu. Còn nếu chúng ta sanh ra, nếu mà tự cao ngã mạn, đó là làm cho cái nghiệp lành nó giảm mất đi. À, bởi vậy cho nên cái nghiệp là cái dẫn mình đi tới chỗ tốt, dẫn mình đi tới chỗ xấu. Mà nghiệp thì chính mình là chủ tạo. Cho nên tu là quý vị phải biết rõ, chúng ta là con người, tạo điều kiện cho chúng ta được tốt, tạo điều kiện cho chúng ta được xấu, chứ không phải ai khác, phải không? Như vậy đó mới thấy cái gốc của sự tu. Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng thân này hay là hành động của mình tạo nghiệp thiện, nghiệp ác. Nhưng bây giờ cái thân này hoại rồi thì cái hành động nó cũng mất, thì nghiệp nó còn hay là mất? Còn hay mất? À, đa số thì nghĩ là bây giờ mình tạo, nhưng mà ngày kia thân này hoại rồi chắc nghiệp nó mất. Nhưng mà sự thật không có mất. Trong kinh Phật thường nói nghiệp nó theo mình như bóng với hình, không bao giờ mất. Mình ở đâu thì nó ở đó. Bởi vậy cho nên đời này đời sau nó có sự liên hệ tùy theo nghiệp của mọi người. Bây giờ tôi thí dụ như vậy, quý vị xét coi có đúng hay không. Thí dụ như có người làm thầy giáo, rồi có người thì một nhà buôn bán giàu có lớn. Hai người đó cùng có cái duyên cái bất thành, cái bị sóng chìm thuyền. Cái chìm thuyền thì mạnh ai nấy lo lội để mà thoát chết. Cho nên rồi ông thầy giáo thì cái cặp ông cũng mất, rồi cái ông nhà giàu kia đồ đạc ông cũng mất hết. Rồi khi lên bờ được sống rồi á, thì cái người nhà giàu và cái ông thầy giáo hai người cũng tay trắng, phải không? Nhưng mà cái nghề thầy giáo có bị mất không? À, nghĩa là tiền bạc nó mất, nhưng mà cái nghề thầy giáo không có mất. Nghề tức là nghiệp, phải không? Chuẩn như quý vị thấy qua bao nhiêu cuộc biến cố, nhưng mà cái nghề mình có hết không? À, như vậy để thấy rằng tất cả cái gì bên ngoài thì cái đó nó mất, còn cái nghiệp là cái không mất.
Bởi vậy cho nên thân này hoại mà cái nghiệp cũng vẫn theo mình, nó không có mất. Còn có mình thì nghiệp còn theo. À, như vậy mà quý vị phải biết rõ rằng cái nghiệp là cái không có mất. Đời này, đời sau luôn luôn nó theo dõi mình. Như vậy thì của cái sự nghiệp ở thế gian này chúng ta tạo nhiều tới cỡ nào đi nữa mà tới chết thì sao? Mình có mang được cái gì theo không? À, nếu có nhà quý thầy mà dán nhà, dán cửa rồi đốt theo đó có đem được không? À, chúng dưới có thể nhận được không? Vậy mà có nhiều bà cũng muốn sống cái đó đem theo, phải không? Hoặc là con cái thương cha mẹ cũng muốn đốt cho nhiều đem theo đó. Như vậy thì có quý vị có thắc mắc rằng mình có đem theo được mấy cái đó không? Mua giấy tiền dòng bạc cho nhiều đốt có mình đem theo được không? À, chắc là không được, phải không? Mà có người hỏi tôi thế này, hỏi thưa thầy, để cho mình chết rồi rồi mình đốt giấy tiền và bạc nhiều mình có hưởng được cái gì không? Con cháu ở trên này sợ mình ở dưới đói thiếu để nên mua tiền cho mình về lãnh á, thì e rằng ở tù. Tại sao? Vì mang bạc giả xuống Diêm Vương chắc là ở tù, phải không? Ở tù chứ đừng có mong hưởng. Bởi vì quý vị thấy ai mà mang bạc giả vào nước mình thì sao? Thì ở tù thì mình mang bạc giả xuống Diêm Vương thì cũng ở tù luôn, phải không? Làm sao hưởng được? Đó là nói tiền bạc. Rồi có người nói như ở trên này có nhiều người họ dán nhà lầu, dán xe Honda đồ đốt để cho thân nhân ở dưới được lãnh về dưới xài, thì như vậy có lãnh được không? À, thì tôi nói rằng nếu mà ai mà phóng những cái đồ đó về dưới đó là cái hại lớn cho thân nhân họ. Một là đốt đồ đó về dưới, rồi nếu mà họ nhận được thì giờ ai có muốn thân nhân mình ở địa ngục muôn đời không? Không muốn thì đốt cái đồ xuống, mà nếu nhận được các nhà lầu ở dưới thì thôi ở địa ngục luôn, hết thoát được. Ở nhà lá rồi còn không tiếc thì còn đi được, nhưng mà các nhà lầu rồi xuống dưới thì nếu mà xuống dưới họ nhận được thì đó là nhốt họ luôn ở dưới địa ngục muôn đời, phải không? Đó là một cái khổ rồi. Còn cái khổ thứ khác nữa đó thì quý vị nghĩ ở trên này mà đốt tội ở trong cáo thì đốt xuống dưới thì cũng không hưởng được cái gì, đó là giả sử được đem xuống đó. Còn hai nữa, mà nếu đem xuống được thì các nhà cho đẹp thì bắt họ ở dưới luôn, đó là nhốt ở dưới địa ngục. Như vậy thì đều trái với đạo lý hết, phải không? Hướng nữa là ở trên này dán rồi đốt mà làm sao dưới kia hưởng được, cái chuyện nó rất là vô lý, phải không? Vì vậy cho nên quý Phật tử mới biết rằng chính cái nghiệp làm, cái nghiệp giữ của mình mới dẫn mình đi, còn tất cả cái gì mà người khác thương mình đó muốn giúp mình khó mà giúp được đó. Mình làm mình phải chịu, chứ người khác làm sao thế? Đó là cái chủ yếu của nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy cái nghiệp là cái thường trực theo chúng ta, thì chúng ta cần phải nhớ luôn luôn tu ba nghiệp của mình, đừng có tạo ác, thì đó là chúng ta sáng suốt biết tu. Lại nữa, bây giờ quý vị nghĩ nếu như vậy thì cái người lỡ tạo nghiệp ác rồi, rồi giờ giả sử có tu cái nghiệp đó có hết không? À, bây giờ có những cái người sẽ thắc mắc không biết mình tạo cái nghiệp lỡ hồi đó giờ mình chưa biết đạo, mình tạo những nghiệp ác, bây giờ đây mình tu không biết những nghiệp ác nó có giảm hay không, phải không? Hoặc giả là mình khi trước, phải không? Như vậy đó là cái mà quý vị sẽ có thắc mắc. Bây giờ tôi nhắc lại, trong kinh Phật Phật có nói như thế này, Phật nói rằng cái nghiệp của chúng sinh á, tuy mình tạo thì mình chịu, nhưng mà nó không có quyết định, nó không có cố định. Nếu mình tạo nghiệp mà hồi xưa mình đã làm phước làm lành, bây giờ lỡ tạo nghiệp ác thì cái nghiệp ác đó nó có thể bị nhẹ, được nhẹ đi. Còn người mà không có biết làm phước làm lành, bây giờ tạo nghiệp ác thì phải lãnh trọn. À, trong kinh Phật nói ví dụ, Phật nói ví dụ cũng như là có một nắm muối, một nắm muối mà nếu đang nắm muối đó để trong một tô nước thì tô nước có uống được không? Nó mặn chát uống như được, phải không? Nếu một nắm muối này mà đem để trong một lu nước thì quý vị có phải uống được không? Nghĩa là nó cũng hơi lớn lớn chút mà có thể xài được. Một nắm muối này mà để vô một cái hồ nước cả ngàn đôi thì quý vị uống được không? Rồi được. Thì như vậy cũng một nắm muối mà tùy cái lượng nước nhiều ít thì cái giá trị nó khác nhau. À, thì Phật nói cũng như vậy, người nào biết tu
thân tạo một cái nghiệp nhỏ như nấm muối để vô nó loãng đi chứ không sao. Còn người nào chỉ giúp tu thân, tu giới, tu tâm thì giống như cái lu nước, một nắm muối để vô thì nó cũng lợp đi, có thể dùng được. Người nào không biết tu gì hết mà tạo cái nghiệp thì nó lãnh đủ như là một tô nước. Đó, Phật lại ví dụ cái khác nữa. Phật nói ví dụ như cùng một cái chuyện ăn trộm dê, một người dân thường đi lại nhà người ta ăn trộm con dê, bị chủ nhà bắt thì sao? Đánh đập rồi đưa đi ở tù nữa, phải không? Rồi một cái người ở nhà làm việc trong ông quan, rồi họ lén đi ăn trộm dê, thì khi chủ nhà bắt thì nói tôi là tay chân của ông quan đó đó, thì chủ nhà có dám đánh đập thậm tệ không? Và có thể ở tù hay khỏi. Rồi cũng ăn trộm dê mà vua sai một chú lính đến ăn trộm con dê, dê của người đó, bắt cái dê người đó, thì cái người đó khi ra mà thấy người ta bắt dê mình, hỏi ông là ai thì nói tôi lính nhà vua tới bắt dê của ông. Thì ông chủ nhà nói sao? Lúc đó ông chủ nhà phải làm sao? Chỉ còn cái năng nỉ lại lục thôi, ông đừng bắt dê của tôi nữa, phải không? Thì như vậy Phật thì trả đúng như cái việc của mình. Còn người biết tu hai phần như hồi nãy tôi nói, ba phần thân giới tâm, thì nhẹ cũng như là người làm trên ảo quan mà đi bắt dê vậy. Còn người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nữa mà lỡ có phạm tội thì nó nhẹ cũng như là lính nhà vua mà đi bắt dê thôi. Thì như vậy thì quý vị mới thấy, tuy rằng nghiệp thì nó không có sai biệt, nhưng mà vì cái phước của con người mà nó có khác nhau. Bởi vậy cho nên quý Phật tử nhiều khi nhìn trên nhân gian này rồi có cái vẻ như bất bình, nói tại sao cái ông không làm ác quá mà ông chưa có bị cái tai nạn hết, phải không? Như vậy thì coi như là cái luật nhân quả bất công. Còn tại sao người kia hả không có làm ác, và không làm ác có chút thôi cái thấy nhân quả hiện tiền, phải không? Còn có người thì làm hiền lành hết chứ mà thấy khổ hoài suốt đời, còn có người hiền chút thì thấy có phước tới liền. Thì như vậy là tại sao đó? Bởi vậy cho nên chính trong kinh Phật, Phật cũng có dạy, Phật nói rằng nếu ai nói làm nghiệp thiện thì sẽ được cái phước báo lành. Nó dồn làm chứa ví dụ hồi xưa nó dồn chứa những cái nghiệp lành, mà bây giờ bất thành một cái lúc mê muội nào đó, ai xúi giục cái mình làm cái điều ác, phải không? Mình làm điều ác thì khi mình làm điều ác, người ta thấy mình làm điều ác này thì đáng lẽ phải đọa địa ngục, nhưng mà cái nghiệp lành tích lũy còn nhiều, cho nên như vậy thì họ chưa có đọa địa ngục liền. Và nếu mà nói người đó chết đọa địa ngục thì đó là trái rồi, bởi vì họ còn có cái tích lũy tiếp. Còn có người họ làm nghiệp ác, coi như đời họ cả đời, gần như cả đời họ làm nghiệp ác, thì mình tưởng như cái nghiệp ác là phải đọa địa ngục, nhưng mà ta gần chết cho họ lại hướng về điều lành, gọi là cảnh tử nghiệp đó. Họ cứ nhớ điều lành, họ tưởng điều lành không, thì khi đó cái cảnh tử nghiệp sẽ chuyển làm cho họ không đọa địa ngục. Thì như vậy quý vị mới thấy nó còn ảnh hưởng tới cái nghiệp cảnh tử và cái nghiệp tích lũy nữa, chứ không phải chỉ có một cái thôi. Và nhiều khi chúng ta nhìn cái hiển cảnh, nghe nói người đó làm ác thì nhất định đọa địa ngục, thì đó là cái lời nói chưa có chắc, chưa có bảo đảm. Tại sao vậy? Bởi vì còn hai cái, hoặc là họ có cái tích lũy nghiệp lành, hoặc là họ có cái cảnh tử nghiệp lành thì có thể đưa họ chỗ khác. Còn cái người đó tuy thấy họ làm thiện, nhưng mà gần chết họ nổi thân, họ hung dữ quá, thì lúc đó là cái cảnh tử nghiệp ác, gặp có thể là đi chứ. Nhưng mà đừng nghĩ rằng tôi chứ hồi đó giờ lành lắm rồi, rồi gần chết rồi buông xuôi rồi không thèm nghĩ, rồi có cái gì tức cái la cái hung dữ nữa, thì cái đó bị cái cảnh tử nghiệp ác đó. Vì vậy mà chúng ta phải dè dặt, tăng khi sống cho tới chính lúc gần chết cũng luôn luôn là phải dè dặt, cũng phải tu, bởi vì nó ảnh hưởng cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, nó không tách rời nhau được. Cho nên cái người Phật tử chân chính phải dè dặt. Vì vậy mà ngày xưa có ngài Mahanam, Thích Mahanam, tức là người em dòng họ Thích với Đức Phật, Phật nói như cái cây nó nghiêng vậy, ông chưa cái nó ngã bị đâu, nếu nghiêng chiều nào ông chưa thì nó ngã cái chiều đó, phải không? Thì cũng vậy, cái đó nếu mà thường ông đã làm những điều lành, điều tốt, giả sử trong khi ông sắp chết về những cái khủng hoảng đó, nhưng mà cái nghiệp tích lũy của ông nó nhiều thì nó cũng hướng ông đi đường đó, chứ không có sao mà sợ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chủ yếu tu hành của chúng ta là phải làm sao mình tạo được những cái nghiệp lành, chẳng những như vậy cái nghiệp là cái không phải cố định,
mà luôn luôn chuyển biến đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái nghiệp nó có cái giá trị cụ thể, ai cũng có thể chuyển được, chứ không phải là cố định nói rằng tôi lỡ tạo nghiệp ác rồi làm sao tu được, phải không? Hoặc là hết tôi ý tôi tạo nghiệp lành, khỏi lo tôi cũng được khỏi lành, chưa chắc đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu về nghiệp á, là cái hết sức quan trọng. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy cái nghiệp nó quan trọng như vậy. Như vậy thì cái nghiệp đã quan trọng rồi thì mình tu có thể hết nghiệp được không? Quý vị nhớ mình tu có hết nghiệp được không? Cái chỗ này tôi nói hơi xa chút, bởi vì trong nhà thiền có một thiền sư, tức là ngài Trường Sa Cảnh Sầm, có một người học trò tới hỏi thế này, tức là thiền sư Hạo Nguyệt tới hỏi thiền sư Cảnh Sầm, nói rằng theo lời của tông chính đạo ca của ngài Huyền Giác nói rằng liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái à, nói rằng nếu mình liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn nếu mình không liễu ngộ thì mình phải đền nợ trước đó. Thầy nói vậy cho thầy tổ Huệ Khả ở Trung Hoa có liễu chưa mà chết trong cháo đó, mà không liễu sao gọi là tổ. Thì ngài Trường Sa Cảnh Sầm đáp rằng đại đức chưa hiểu nghiệp chướng, hỏi thế nào là nghiệp chướng thì ngài trả lời rằng bổn lai không. Như vậy quý vị hiểu chưa? Chắc cũng chưa hiểu luôn. Bây giờ tôi nói thế này, ví dụ này thì quý vị hiểu. Thí dụ như có người hồi trước chưa có học đạo, chưa có hiểu đạo, cho nên tạo những nghiệp ác, gây oán thù với người ta. Thì có người đó, mình đã gây cho họ có cái hận thù với mình. Thí dụ hồi trước mình đã làm cho họ khổ tâm, mình chửi mắng họ, bây giờ họ hận như trong lòng, mà lúc đó thế lực họ yếu, họ không có dám nói lại hoặc là trả lại. Rồi 10 năm, 20 năm qua, mình quên đi. Nhưng bây giờ đây tới cái lúc mà mình thất thế, cái thế lực của mình mất đi, rồi cái thế lực của họ cao hơn mình, cái họ gặp mình cái họ là chửi mắng thậm tệ còn hơn người xưa mình chửi họ nữa. Thì như vậy quý vị nhìn vô thấy nghiệp nó có mất hay không? Nhưng mà cái người bây giờ mình đã đổi cái hoàn cảnh đó là rồi, lại được không có trả nghiệp hết. Mình chửi ta giờ ta chửi lại còn chửi thậm tệ hơn nữa thì thấy có trả rõ ràng, phải không? Nhưng mà hồi xưa mình chửi ta giận, bây giờ ta chửi thì mình chửi trả chỗ nào? Thì sao? Quý vị mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của nhà Phật. Biết rằng nghiệp tạo thì không mất, phải không? Có tạo là không mất, nghiệp tạo ra thì phải có trả. Nhưng mà mê thì trả đủ, còn ngộ thì thấy gì không có trả gì hết, phải không? Nghĩa là bởi vì người mê thì thấy cái lời nói cho là thiệt, cho nên chấp những cái tiếng nói nặng, mình cho đó là làm khổ mình. Còn giờ mình tỉnh rồi thì biết những cái lời nói qua rồi mới có giá trị gì đâu. Giờ họ chửi mình thì coi như là họ nói chuyện với hư không vậy thôi, qua rồi thôi, không có dính gì với mình hết. Bởi không dính gì với mình hết thì trả ở chỗ nào, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều người họ cứ thắc mắc thế này, họ nói mình tu mà giả sử mình thành Phật hay là chứng A-la-hán rồi á, ở nghiệp còn trả hay không? À, thì nhiều người nói mình đã thành Phật hay chứng A-la-hán rồi nghiệp mà trả nữa thì còn tu chi. Nhưng mà sự thật trong nhà Phật nói Phật còn bị cái nạn thiên thương mã mạch á, với con mắt mình á thì mình thấy ngài trả, nhưng mà với con mắt Phật được ngài có trả không? Ví dụ như bây giờ tôi nói, đừng có nói tới cái nạn tu cao, tu sòn sòn như tôi thôi, mà giả sử có người nào mà hồi xưa do cái ân quán khỏi nào đó không biết, bây giờ bất thành nó lại họ kêu tên tôi họ chửi, thì quý vị nghĩ họ kêu tên họ chửi tôi có thể tôi giận đùng đùng tôi ăn thua với họ không? Thì tôi cũng cười thôi. Thì như vậy nếu mà họ không tin, họ đâu có chửi tôi, mà họ chửi tôi chắc là họ cũng hạnh cái hồi nào là rồi, phải không? Hạnh tức là mình có làm cái nghiệp gì với họ. Bây giờ họ gặp mình họ mới chửi mình, mới chửi mình, bây giờ mình thấy là chửi nó không có thiệt thì thôi để họ nói đã rồi thôi, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh á, chính Đức Phật, tôi nhắc lại, chứ có lần Đức Phật ngài đi thích thực ở cái vùng đó, mà vùng đó là Bà La Môn, đã được một số nghe giáo pháp của ngài, họ phát tâm hướng về đạo, thì ông thầy Bà La Môn ông tức quá. Hôm đó Phật đi thích thực đi ngang cái ông thầy Bà La Môn cái đi theo Phật, Phật đi trước ông đi sau ông cứ kêu tên chửi hoài, Phật vừa đi ông vừa chửi, Phật đi mà
Thế là cái chữ mà nói gì? Thì Phật mới đứng lại, Phật hỏi như cái nhà giỗ ở nhà của ông, rồi ông có mời bà con thân quyến lại ăn giỗ. Khi cái lễ giỗ xong rồi, cái bà con về, quà bánh còn nhiều, cái ông đang tặng cho những người, người thân quyến. Ông đang họ tặng quà họ. Khi ông tặng quà họ mà có người họ không nhận thì gói quà nó về ai? Thì ông trả lời, nếu họ không nhận thì quà về tôi, về ai? Phật nói cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì sao có dính gì đâu, thấy không? Thì quý vị mới thấy như vậy thì cái chửi là một cái nghiệp ác, nó trả lại cho mình, nhưng mà nếu mình không nhận thì nó có dính gì với mình, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh Phật thường nói người ác mà mắng người lành như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Mà ngửa trời phun nước bọt thì nước bọt tới trời không? Tới trời nó không tới mà nó rơi lại trên mặt mình, phải không? Nó cũng như vậy đó. Như vậy thì chính cái không nhận đó thì coi như không có trả, phải không? Nghĩa là mình nhận mới trả. Nhưng bây giờ quý Phật tử ở đây có trả hay không trả? Nếu mà bây giờ họ mắng mình giận cả tháng, phải không? Đó thì tức là trả nặng hơn cái gì? Bởi vì cái trình độ Phật tử của chúng ta nó thật là chạm. Ví dụ như Phật, Phật đi ở trước, người ta đi sau lưng, ta kêu tên, ta chửi, Phật không có dính gì tên, người không có nhận. Còn mình đi ngoài đường đây mà thấy hai ba người đứng giữa lề mà nói thầm trì có tên mình đó, thì mình có chịu đi không? Hay đứng lại gì sao? Đứng lại nói gì đó, nói gì có tên tôi đó, thấy không? Nghĩa là vừa có cái tên mình là mình muốn ăn thua lâu, phải không? Còn khi xưa thì Phật kêu tên chửi mà ngài cũng lặng lẽ mà đi, không màng không để ý gì đó. Thì như vậy quý vị có thấy cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó, phải không? Như vậy thì chúng ta tu không phải cúng chùa nhiều mà chúng ta hết khổ, không phải tụng kinh nhiều mà chúng ta hết khổ, mà chúng ta phải biết cái gì thật, cái gì giả, cái gì không phải đáng để ý thì mình bỏ qua, phải không? Sở dĩ chúng ta thành nghiệp quan trọng là vì chúng ta chú tâm thân khẩu ý đó, thân khẩu ý mà dồn nghĩ vào đó cho nên nó thành nghiệp. Và nếu thân khẩu ý chúng ta dù có những điều xảy đến mà chúng ta vẫn coi thường thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hết. Bởi vậy cho nên người Phật tử chân chính chúng ta chuyển được mà có thể chúng ta chuyển không được, phải không? Nếu một cái người mà biết tu mạnh dạn, biết mình hồi đó giờ tạo nghiệp ác nhiều, bây giờ cố gắng làm điều lành và cố gắng tiến tu thì cái điều ác có thể bị mất. Còn có nhiều người biết mình có nghiệp ác nhiều mà rồi mình yếu đuối, mình không cố gắng làm lành thì chắc là cái nghiệp ác khó mà chuyển nổi. Ví dụ như quý vị thấy có những người lỡ giềng rượu, mà lỡ giềng rượu rồi có bác sĩ tới giải thích cái giềng rượu như vậy nó hại thế nào, nguy hiểm thế nào, họ nghe họ hiểu. Nhưng mà giả sử trong 5 người giềng rượu và khi được giải thích đó, thì 5 người có thể bỏ hết được không? Hay trong 5 người đó có thể có 1-2 người bỏ được mà 3-4 người bỏ không được? Thì tại sao có người bỏ được, tại sao có người bỏ không được? Thì cái người bỏ được là khi họ biết cái đó rõ ràng rồi, biết tai hại lớn lao rồi, cái bản thân họ có một sức mạnh, ý chí mạnh, họ dứt khoát bỏ là bỏ, thì họ có thể bỏ được. Còn cái người biết cái đó hại nhưng mà ý chí yếu, muốn bỏ mà ghiền cái gì thèm, thèm cái rồi rồi muốn uống lại, phải không? Lần lần tôi nói đây thì tôi đi xa hơn chút, thì có lẽ quý Phật tử chắc thường ngày cũng thắc mắc cái chỗ này. Có nhiều thầy tu chừng khoảng vài chục năm, học hành khá, đạo lý cũng tương đối khá, cái rồi bị cái nghiệp gì đó cái đi ra đời. Rồi quý Phật tử hỏi tại sao thầy tu thầy ra đời? Nó tại cái nghiệp của tôi nó lôi, phải không? Tại cái nghiệp của tôi nó lôi. Thì như vậy quý Phật tử nghĩ sao? Như vậy thì ai có nghiệp đó cũng bị lôi hết hả? Bị lôi hết hả? Hay là có người bị lôi chứ người không bị lôi? Nếu mà ai tu rồi cũng bị nghiệp lôi thì chắc không ai tu được tới nơi tôi cho, phải không? Như vậy để thấy rằng tuy là có nghiệp, bởi vì chúng ta sanh trên trần gian này nó liên hệ tới quá khứ, thì ai có nghiệp này, cả nghiệp này, người nghiệp kia, ai cũng có nghiệp. Nhưng mà có mà mạnh thì chuyển được, còn yếu thì bị nó lôi. Thì nếu mà nó đổ thừa tại nghiệp thì nghe cũng có lý, nhưng mà nó còn cấm thêm cái gì nữa? Nếu nói rất thật thà, quý vị thấy thêm cái gì nữa cho đúng cái nghĩa thật thà?
nói về cho nó rõ, nói rằng tại nghiệp nó lôi cộng cái tôi lý dạy thì nói rằng tại nghiệp thì có lý, nhưng mà cũng cộng thêm cái yếu và cái mạnh nữa, chứ không phải nói nghiệp rồi bất cứ ai để gặp cái cảnh gì mà thấy không vui rồi cái trả ra thế gian mà nói tại nghiệp hết thì cứ nói vậy thì Phật tử không quan quản hết. Như vậy thì quý thầy tu rồi rồi trở về đời là quý thầy có duyên có phước lắm mới được xuất gia, rồi mới được tu, bây giờ còn trở ra đời còn mình còn tóc như vậy thôi làm sao mà chuyển nổi người, phải không? Rồi tôi cảm thấy buồn, cảm thấy như tiếng không được. Nhưng mà tôi nói vậy, quý vị đừng có khinh mấy người mà trả về đời họ không có dở đâu. Tại sao vậy? Như hồi xưa lúc họ còn tại thế, có bà tùy theo liên qua sách đó, bà tu và chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán rồi, bà đi gặp mấy cô gái 15, 17 đó, bà rủ tụi cháu đi tu đi, đi xuất gia họ tùy theo đi. Rồi mấy cô nói kêu bà, tụi con tu không có nổi, tụi con còn ham ăn ham ngủ lắm, tu không được, nói không sao cứ tu đi. Rồi nói giả sử tụi con thọ tùy theo rồi, tụi con phạm giới rồi đã đi ngục làm sao? Làm không có sao, lỡ đã đi ngục rồi lên tu nữa rồi xin bà tu được. Như vậy thằng ấy giới trong mắt của bà thì bà cũng không đi ngang, lỡ có rơi xuống đó rồi tạo nghiệp ác phải đọa. Nhưng mà khi ta đọa rồi hết nghiệp rồi, mấy mươi năm tu cũ đó tưởng thử nó còn cái rồi cái duyên tốt cái nó phát lại thì còn có cơ hội là tu. Chứ còn người mà chưa bao giờ tu thì đâu có chứng tử, mà chưa chứng tử thì khó mà tiến được. Thì như vậy thì mình cũng không dám xin quý vị đó đâu, phải không? Bây giờ giả sử các vị đó họ có rơi, họ có thua người ta đi, nhưng mà cái chứng tử còn, cũng có ngày rồi họ phát tâm lại không đến nỗi nào. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy nó rõ ràng. Như vậy thì trên cái nghĩa nghiệp á, thì chúng ta không những là biết để tránh, mà chúng ta còn phải biết mà phải mạnh dạn chuyển nó, phải không? Nghĩa là trên cái diện tu á, thì chúng ta trước hết là phải tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành. Nghiệp ác chúng ta tránh, nghiệp lành chúng ta làm, đó là tu. Rồi kế đó nữa, chúng ta phải làm sao? Nếu chúng ta lỡ tạo nghiệp ác rồi, giờ chúng ta phải mạnh dạn chuyển á, chuyển cái ác thành cái thiện. Đó là cái sức mạnh của người tu. Thì như vậy, hai trường hợp mà chúng ta luôn luôn phải nhớ là phải tránh cái dữ, làm cái lành. Và nếu lỡ tạo được nghiệp dữ rồi, bây giờ phải mạnh dạn để chữa đây. Thì ông mới truyền tới, ông hỏi đạo. Khi truyền tới thì chú Ô Sào rồi, thì ông đứng ở dưới, ông kêu hỏi: bạch hòa thượng dạy cho tôi cái phương pháp tu thế nào cho nó gọn, nó ngắn mà tôi có thể tu được. Ô Sào dạy một câu cho gọn ngắn là ông tu được. Thì ngài Ô Sào mà ngồi ở trên cái ổ quạ, tức là cái chỗ ổ của ông này, người vẽ cây làm giống chỗ quạ ha. Ô là quạ, Sào là cái ổ đó. Ngồi trên cái ổ quạ, ngài mới nói trước, ngài nói rằng: chư ác mạt pháp, chúng thiện phụng hành, tự tịnh chỉ ý, thị chư Phật giáo. Về ông tu đi. Ông nghe ông cười, hơi hòa thượng cũng thuộc rồi, mà đang giải tôi chứ. Con nít 8 tuổi cũng thuộc rồi mà ông đang giải tôi chứ. Thì sư Âu Sào nó phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Như vậy thấy, chư ác mạt pháp, tức là đừng làm tất cả cái việc ác, phải không? Hướng thiện phụng hành, nên làm tất cả cái việc lành. Tự tịnh chỉ, tức là khéo lóng lặng, tâm ý mình có thanh tịnh. Đó là lời dạy chư Phật. Cái chủ yếu của đạo Phật dạy là tránh ác, làm lành. Và tránh ác tức là bỏ nghiệp ác, chừa nghiệp ác. Làm lành tức là làm tất cả nghiệp lành và giữ tâm ý mình thanh tịnh. Đó là gốc của sự tu, phải không? Mà tu được như vậy đó là chúng ta mới thực tu. Mà tu như vậy thì mới mong đời chúng ta được an vui, được hạnh phúc. Nếu chúng ta tu mà tu như vậy đó, nếu đời này người Phật tử nào cũng dừng hết mọi điều ác, làm mọi điều lành, thì cái xã hội và cái gia đình của chúng ta nó có vui, có hảo không? Trong một gia đình mà chỉ làm lành không làm ác thì gia đình đó rất là an ổn, vui hòa, phải không? Rồi nếu một xóm một làng mà chỉ làm lành không làm ác thì một xóm một làng đó rất là vui vẻ, hạnh phúc, phải không? Như vậy thành cái tu là cái then chốt để xây dựng một cuộc đời đẹp, mà cũng là cái then chốt để tạo cái cơ hội mai kia chúng ta còn trở lại, cũng trở lại trên đường lành. Như vậy thì cái chủ yếu của cái tu không phải dành riêng cho ai, không phải người rảnh rỗi đi chùa với tôi, người có nhiều tiền bố thí với tôi, mà ai ai cũng tu được.
bận thì tu theo bận, rảnh thì tu theo rảnh, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo, phải không? Nghèo thì ra công ra sức giúp người, còn giàu thì có của, chứ không phải riêng cho một cá nhân hay là một người, hai người. Mà quý vị chắc kỹ, như vậy thì trên thế gian này, nếu là người biết hướng thiện á, thì có người nào nói là tôi không muốn tu không? Không cần tu không? Nếu biết hướng thiện đều là người phải tu hết, phải không? Trừ những người mà cố chấp muốn làm ác á, thì mới không tu thôi. Chứ ai biết hướng thiện thì người đó đều phải tu, người đó làm cái công bằng thực tế, chứ không phải cái chuyện mơ màng hưởng không. Như vậy thì hôm nay tôi nói về nghiệp, mong rằng tất cả quý vị nghe, quý vị cố gắng nhớ từ đây về sau là gần như là trọn đời mình phải tránh tất cả cái việc ác và phải gắng làm những cái việc lành. Làm đó là làm cho mình chứ không phải làm cho ai. Tu đó là tu cho mình chứ không phải tu cho Phật, phải không? Như vậy thì chính nhờ cái tu đó mà quý vị sẽ được an vui mới đúng với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là cứu khổ tan vui, nghĩa là chỉ cho quý vị con đường nào đưa tới khổ đau, con đường nào đưa tới an lạc. Thì quý vị biết con đường an lạc thì cố gắng đi, thì đó là đạo Phật cứu quý vị. Còn nếu quý vị biết đó là an lạc, kia là đau khổ, mà cứ đi đường khổ rồi nói tôi tu Phật lâu quá người ta tôi không nói khổ, thì đó là lỗi tại ai? À, lỗi tại mình không lựa đường mà đi. Phật giặt ra chỉ rồi mình chọn, chứ Phật đâu có bắt mình. Cho tới 60 tuổi còn được những đường mà tôi đã kể thì cũng quá giỏi rồi. Vậy thì tất cả quý vị bắt tay hồi hướng chúng tôi. Thiền địa thử công đức khổ tập ư nhất thế nhà đặng giữ chúng tâm giai công thành Phật đạo. Đề tài chiều nay chúng tôi nói là xa và gần với Niết Bàn, tức là xa Niết Bàn và gần với Niết Bàn. Tất cả quý vị tu hoặc là chúng ta muốn được về cực lạc, hoặc là chúng ta muốn được Niết Bàn, phải không? Hai cái đó là hai cái chỗ chủ yếu. Về cực lạc thì sống hoài không chết, nhập Niết Bàn thì có chết không? Niết Bàn gọi là vô sanh, tức là hết chứ không tử. Vì vậy cho nên cái người tu chủ yếu hoặc là theo tịnh độ thì người em được sanh về cực lạc, và mình tu thế nào mà xa với Niết Bàn, đó là cái điều mà tôi muốn nói cho quý vị nghe hiện nay. Đây một bài kệ của một tôn giả mà nói về xa Niết Bàn và gần Niết Bàn. Tôi đọc cho quý vị nghe rồi tôi giải thích từng đoạn, quý vị thấy thì tôi sẽ kể thêm. Một tôn giả nói bài kệ xa Niết Bàn và gần Niết Bàn như thế này: thấy sắc niệm say mê, nếu pháp ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, tâm nhập và an trú, thọ người ấy tăng trưởng. Nhiều loại do sắc sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chính do hại tâm nó, khổ chất chứa như vậy, rất xa vời Niết Bàn. Đã hẳn xa Niết Bàn là trường hợp đó. Tôi giải thích cho quý vị thấy, nói là nếu người nào thấy cái sắc, sắc đây là gọi là trong năm thứ đó, sắc tham thiên vị xúc, sắc là chỉ cho mọi cái hình sắc. Nếu thấy mọi hình sắc mà có cái niệm say mê sắc, là thấy sắc rồi tâm tham đắm cảm thọ, tức là mình có cái cảm thọ thích thú tham đắm ở trong đó. Rồi tâm an trú, tâm nhập và an trú, tức là nhập vào sắc và an trú vào sắc. Thọ người ấy tăng trưởng, tức là như vậy thì cái cảm thọ càng ngày càng tăng lên. Mà nếu cảm thọ tăng lên á, nhiều loại do sắc sanh, tức là có nhiều thứ tội lỗi do sắc sanh ra. Như gì? Tham nè, hại, tâm thêm lớn, tức là tâm tham và tâm hại nó càng tăng trưởng. Chính do hại tâm nó, tức là các cái thứ đó làm cho cái tâm mình bị khổ, bị hại. Khổ chất chứa như vậy, như vậy đó là cái khổ chất chứa xa, rất xa rời Niết Bàn. Như vậy thì càng ngày càng xa với Niết Bàn. Chắc như vậy rồi, thanh, thương, vị, xúc mà mình đuổi theo thì cũng như vậy, nó có những cái hại tương tự. Vì vậy cho nên nếu mà đuổi theo sắc, đắm mê sắc,
đổi theo thanh, đắng nghe thanh, đổi theo hương, đắng nghe hương, đổi theo vị, đắng nghe vị, đổi theo thức, đắng nghe thức. Đó là sao? Sao đi với bạn? Dùng ngược lại, đây tôi đọc bài kệ ngược lại cho quý vị thấy. Sao nhân tha mổ, được gọi gần nước vàng. Đó, nếu mình thấy sắc mà không có nhiễm sắc, thấy sắc mà mình giữ chánh niệm, tâm mình không chạy theo cảm thọ, không có xâm nhập và an trú trong sắc, mà nếu thấy sắc như thế nào thì mình cứ có cảm thọ như vậy, là từ bỏ không tích lũy, tức là không có chứa chấp, không có gìn giữ chánh niệm hằng trì vậy, tức là mình hằng giữ chánh niệm hằng trì như vậy thì không chứa khổ, không chứa khổ thì gọi là gần với nước bạc. Như vậy thì muốn gần với nước bạc thì chúng ta thấy sắc, nghe thanh, rồi ngửi hương, nếm vị, cảm xúc như vậy, tất cả năm cái đó thì chúng ta đều không có dính, không có kẹt, không có chấp trước, thì đó là chúng ta gần với nước bạc. Và như vậy thì quý vị thấy xa với nước bạc, gần nước bạc từ đâu mà ra? Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, xúc chạm với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nếu chúng ta dính, chúng ta kẹt, chúng ta nhiễm trước, thì đó là chúng ta xa với nước bạc. Nếu chúng ta không dính, không lúc đó thì Đức Phật còn đang ngồi trong tỉnh thức, ngài mới đi đến đảnh lễ Phật và quỳ thưa bạch Thế Tôn, con muốn đi đến một cái chỗ vắng vẻ nhìn tu, vậy Thế Tôn dạy cho con cái phương pháp tu nó đơn giản để con nhớ, đến đó con tu hành để tránh đạt được đạo. Từ khi ngài cầu xin như vậy thì Đức Phật ngài mới bảo, nếu con mắt ông thấy sắc mà không có nhiễm, không có chiếu, không có kẹt mắt, đó là gần nước bàn. Nếu tai ông nghe tiếng không dính, không kẹt, không có nhiễm chiếu, thì đó là gần nước bàn. Mũi, lưỡi, thân, trong năm cái đó xúc chạm mà không có dính, không có kẹt, không chấp chiếu là gần nước bàn. Ngược lại, nếu kẹt, nếu dính, nếu chấp chiếu là xa với nước bàn. Như vậy thì ngài danh lời Phật đi để bắt đầu chuẩn bị đi tìm chỗ vắng mà tu. Thì như vậy Đức Phật nói hết sức là đơn giản, chỉ mắt, chúng ta thấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đối với năm cái đầu dài con mắt. Đặt câu hỏi lại để cho quý vị thấy, tại sao thấy sắc mình chấp chặt những thứ thì lại xa với nước bạn? Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, con mắt mình thấy những hình sắc, tôi thấy nó có giống hệt nhau không? Giống không? Thường thường thế gian hay nói câu này, nó có gì mắt thấy tai nghe đó, đó là sự thật, phải không? Nhưng mà nên gần đây có một người Phật tử hỏi tôi câu này, hỏi thưa thầy, thầy có chùa, thầy có câu này không? Thầy pháp tử thì không? Rồi tôi mới hỏi lại Phật tử đó, tôi hỏi rằng vậy Phật tử thấy rằng có cái ngày nào tức mà không phải là ngày pháp tử không? Những điều khiển cho có ngày nào không phải ngày pháp tử không? Người nào chết cái nhà mà muôn đời con cháu trong nhà không chết có không? Hay là chết rồi không chết sớm, không chết muộn, không chết mua, như vậy cái nhà nào cũng không cha chết thì mẹ chết, không cha mẹ chết thì con cháu chết, thì nhà nào không pháp tử đâu, phải không? Nghĩa là chỉ có sắc gần với sắc xa thôi à, mà người ta cứ để lại đâu, còn cứ để lại cái mất chuyện về, phải không? Cái đáng sợ nhất là cái chỗ mình tu, cái pháp mình tu mà mình quên, mình lấn đi á, thì cái đó làm cho tâm mình nó sao chiếu loạn động, thì nó đưa mình tới cái chỗ phải bị giữ vô thiền, nó giết dọc đường, nó không đi tới chỗ giải thoát. Bởi vậy cho nên ai muốn đến chỗ giải thoát thì phải cố gắng thì giữ cái giữa dầu, tức là cái pháp tu này đừng cho lệ, đừng cho quên. Nghĩa là chỉ cần niệm Phật một ngày một đêm mà nhất tâm bất loạn, dễ quá quý vị thấy phải không? Dễ rồi đó, một ngày một đêm ít lắm mà ít ai được chừng nửa giờ đồng hồ mà tâm nó không loạn, phải không? Như vậy thì chúng ta nếu cố gắng tu, đừng bị năm dục nó lôi kéo,
thì chúng ta có thể chinh phục được cái tâm của mình, nó giữ một chỗ, tức là niệm Phật thì chuyên với tâm, tu thiền thì được định, thì cái đó là cái cứu mình khỏi thành tựu. Còn nếu mình không được như vậy thì cái kia mình sẽ bị cái thanh tử nó lôi xuống thế này, như người bưng bát dầu đầy tràn không cho đổ, cũng vậy bảo vệ tâm như đi thiên với lạ. Như người bưng bát dầu đầy tràn mà không cho nó đổ thì cũng như vậy, mình gìn giữ tâm mình cũng như là đi cái đường lạ, không để cho nó qua nó lại, không để cho nó thao chiếm lúc nào hết. Cũng như vậy đó là mình thoát ly sinh tử. Và nếu mà để cho nó chạy dọc chạy ngang nơi này nơi kia đó, thì đó là mình chưa có thoát ly được thành tử. Thì như vậy quý vị mới thấy tất cả chúng ta tu muốn giải thoát có dễ hay không, quý vị thấy dễ hay không? Người ta suy nghĩ tu phải có cái pháp môn gì kỳ đặc mới giải thoát được, nhưng sự thật không phải vậy. Chỉ khó khăn hay là gần nhất là năm tâm của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm tâm đó đối với năm trần, bình nhiễm, bình trước, bình dính, bình đẹp đó, thì đó là cái nhân của giải thoát. Giờ trở lại câu chuyện hồi nãy tôi kể là ngày trước lâu nay, sau khi nghe Phật dạy là năm tâm không dính với năm trần, đó là gần nhất là thì Đức Phật nói nước đó người ta hung dữ lắm, ông tới đó ông tu sẽ không có ổn, thôi đừng đi qua đó. Thì người nói Bạch Thế Tôn, không sao, con có thể đến đó con tu được. Đức Phật mới đặt cái giả sử, cái giả sử như ông sang qua đó, người ta gặp ông, người ta chửi nói ông, thì ông nghĩ sao? Thì ngài trả lời Bạch Thế Tôn, nếu họ chửi nói con thì con nghĩ là rằng dân nước phương Tây này họ còn lương thiện, vì họ mới chửi nói con chứ chưa có dùng tay đánh, chưa có dùng đá ném con. Rồi Phật hỏi giả sử họ dùng tay đánh, dùng đá ném ông, thì ông nghĩ sao? Thì ngài trả lời Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng tay đánh, dùng đá ném con thì con cứ nghĩ rằng dân nước phương Tây này còn rất là lương thiện, vì họ mới dùng tay đánh đá ném chứ họ chưa dùng gậy, dùng dao mà họ đánh mà chết con. Phật nói giả sử họ dùng gậy, dùng dao mà đánh chết ông, thì ông nghĩ sao? Thì ngài trả lời Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng gậy, dùng dao đánh chết con thì con cứ nghĩ rằng họ cũng còn rất lương thiện, vì họ chưa giết con chết. Thì Phật nói giả sử là giết con chết thì ông nghĩ sao? Thì ngài trả lời Bạch Thế Tôn, nếu họ giết con chết thì con nghĩ rằng dân xứ phương Tây này rất là lương thiện. Ba tháng kia thôi mà ngài chứng quả A La Hán và độ tới 500 người xuất gia. Thì quý vị mới thấy người tu 3 tháng sẽ đắc đạo. Như vậy thì cái pháp tu mà Phật dạy là cái gốc, phải không? Cái pháp tu là không dính với 6 trần hay là 5 trần, 6 căn không dính với 6 trần, đó là cái căn bản tu hành đưa tới nước bàn. Mà ngài ứng dụng cái pháp đó đúng, giờ cộng thêm cái tâm của ngài, tâm này sao? Mọi cái gì đến với mình á đều không giận, không hờn, không oán, không thù, phải không? Hại mình cho tới chết cũng không oán thù. Bây giờ quý Phật tử mình, nếu là có ai chửi mắng mình, nếu mình nhịn được thì ráng nhịn, nhưng nhịn mà trong bụng nói sao? Cái này là cái kẻ ác nè, phải không? Đó là quỷ, nó phá thôi thì thôi thì ráng nhịn nó, ráng nhịn nó, nhưng mà thấy nó là quỷ chứ nó không phải là lương thiện. Thằng ngài nó chửi mắng ngài là kẻ lương thiện, vì mới chửi mắng nó chưa có đánh đập dân mình nè, rồi đánh đập thì cũng nói lương thiện, chưa có giết chết nè. Và giết chết rồi họ cũng vẫn lương thiện, họ giết mình bỏ cái thanh ô ấy. Thì như vậy thì tới trước mà cũng có giận hờn không? Còn mình bây giờ thì cái gì mà mình không có trả lại được thù mà chứa hận thù, cho nên tu hành không đắc đạo hay là rất là khó được đắc đạo. Bởi vậy cho nên người Phật tử biết đạo rồi mình tu có những cái điểm căn bản. Điểm số 1 là phải biết cái giáo lý chân chính đúng như tinh thần Phật dạy mình tu. Như vậy tu là dở đình cho 6 căn kẹt với 6 tầng, phải không? Đó là cái gốc của sự tu. Mà bây giờ quý Phật tử chuyển chuyển lại hết mọi sự cãi giả mà chúng ta xảy ra ở trong gia đình cũng như người ngoài, có phải là từ chất 6 căn tiếp xúc với 6 tầng là ra không? Chất cái thấy, chất cái nghe, chất cái hiểu biết gì lên, phải không? Bởi vậy Bóng chiều giờ xa lạ.
Yeah.